Cô ca sĩ đặc biệt quay lại thông báo cát xê tăng ngắt ngưỡng. Mình sẽ là heavy ski soda. Ngay đầu là đi hát xuyên lục địa từ Việt Nam qua Campuchia. Biết thế ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết thế ngày xưa tôi không yêu anh rằng nhiều. Ui, mắc cái cục bướu 3kg tăng gấp đôi thu nhập. Dân xinh đẹp như thế này anh có sợ mắc dinh không? Dạ sợ. Kính thưa các bạn, gần đây thì rất là nhiều khán giả Độc Lạ Bình Dương cứ nhắn tin hỏi Phú là em Dinh, người có khối u to khổng lồ, từng được Độc Lạ Bình Dương và thầy Giấu Đồng hỗ trợ phẫu thuật, bây giờ ra sao? Thì để trả lời câu hỏi đó, hôm nay sẵn dịp em Dinh ghé thăm Phú, thăm Độc Lạ Bình Dương, thì mình sẽ có cuộc giao lưu với khán giả và đặc biệt là sẽ thông báo cho khán giả một cái tin mừng là các xe của nữ ca sĩ đặc biệt này giờ ngắt ngưỡng lắm. Ngắt ngưỡng cỡ nào lát nữa các bạn sẽ được nghe và sẽ được thưởng thức luôn giọng ca của em đã thay đổi một cách ngoạn mục ra sao kể từ sau khi Độc Lạ Bình Dương cùng khán giả giúp đỡ em ấy bỏ đi khối u khổng lồ. Bây giờ thấy em rất là đẹp và rất là khác xưa. Các bạn thông báo nè, bây giờ nguyên một cái khối u bự chảng nó đã biến mất. Là cái khối đó hồi đó là bao nhiêu ký nha? 3,5 kg. 3,5 kg các bạn. 3,5 kg nó nằm ở nguyên ở đây nè các bạn, nó bao trùm hết và nó chèn luôn cái giọng hát ngọt ngào nội lực của Dinh. Bây giờ Dinh trở lại với một sức sống mới, trở lại và lời hài hơn xưa đúng không? Dạ. Đây em xoay một vòng coi khán giả. Đó, bây giờ ai còn nhớ ra em Dinh của ngày ấy? Trời ơi, cái đợt mà trước đây cách đây năm Phú gặp ở nhà trọ bự dày mà thui thủi trong nhà trọ, lúc đó em đang làm công nhân. Và ai thuê đi hát ở tiệc đám nào thì em cũng đi hát mà thu nhập thấp lắm, bây giờ cao lắm nên là mang theo một món quà để cảm ơn Phú đây. Em đem theo cái gì đây? Bắp. Hả? Bắp. Bắp nhà em trồng hả? Dạ bắp ở dưới quê em. Rồi, lấy ra anh chia cho khán giả hưởng lộc xíu coi. Đây các bạn, đây là bắp nha. Bắp nhà em Vinh ở dưới An Giang. Mang từ An Giang lên Bình Dương đó. Đấy. Ngọt này. Lắm. Đấy, thấy chưa? Ở đây là có khoảng 50 trái bắp nha. Bà con khán giả nào mà ở Độc Lạ Bình Dương, gần Bình Dương thì tới ghé nhà Phú lấy bắp về ăn nha. Bây giờ mình qua cái chủ đề là giọng ca của em Vinh đã thay đổi như thế nào sau cái lần phẫu thuật đại phẫu đó. Và cách xê cụ thể của em hiện nay là bao nhiêu? Mời các bạn chúng ta bước vô cái không gian này rồi mình nói chuyện xíu ha. Vinh vô đây em. Cùng đi với em Vinh đợt này có... Không, gọi ông xã được không nhỉ? Khỏi hả? Yeah. Cái này cái chuyện tình này nó cũng éo le lắm, lát nữa mình kể sâu rồi ha. Có một anh đi theo Vinh mà gọi ông xã cũng đúng mà không đúng cũng đúng. Thôi mà em uống nước xíu nha. Rồi cho nó thanh giọng xong cái mình ca một bản coi nội lực này cỡ nào. Thôi mình tóm tắt câu chuyện em Vinh xíu các bạn. Tức là khoảng cách đây 1 năm thì Phú với một kênh YouTube khác là kênh Thầy Giấu Đồng có biết được cái câu chuyện của em Vinh, và hai kênh đã hỗ trợ với nhau để truyền thông câu chuyện đó. Và khán giả riêng kênh của Phú thì gửi tiền trực tiếp luôn cho em Vinh. Và đợt đó là em được tổng cộng khoảng bao nhiêu nha? Dạ 140. 140 triệu. Và Phú với Thầy Giáo Đồng có kết nối với bác sĩ Thái Trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và đã phẫu thuật bỏ đi cái khối u nặng hơn 3kg. Đây các bạn, một khối u như thế này khỏi cái vùng cổ của em Vinh. Và kể từ đó là em Vinh sống một cuộc đời hết sức là nhẹ nhàng và tràn đầy sức sống. Từ một người công nhân thui thủi trong nhà trọ thì em giờ đã trở thành một ca sĩ gần như là chuyên nghiệp, và ngay đâu là đi hát xuyên lục địa từ Việt Nam qua Campuchia. Bây giờ anh hỏi nè, trước nè, hồi trước đó, khi mà mang cái khối u bự gì là cái cách xê của em là bao nhiêu? Là có 30% mà. Cái gì vậy? 30% là sao? Ít lúc chơi là em có bú cổ, là ít có người thê em đi hát này kia. Bây giờ là nhiều. Bây giờ nhiều người thê. Nhưng mà ví dụ như hồi đó nha, mà anh tổ chức một cái tiệc là sinh nhật cho con anh đi chẳng hạn ha, anh thuê em tới hát thì em lấy bao nhiêu ta? 1 triệu. Hồi trước ấy. Hồi trước là 500. Bây giờ 1 triệu hả? Dạ.
Ui giời, nghĩa là tăng, tăng gấp đôi luôn. Dạ, gấp đôi. Ui, mắc cái cục bướu 3kg tăng gấp đôi thu nhập. Hay nha. Dạ. Nhưng mà 1 triệu có phải là cái mức cao nhất mà em được nhận bây giờ không? Có đại gia nào mà chỉ sộp hơn không? Có nhiều hơn nữa. Dạ, bên đi Campuchia là nhiều hơn. Đi Campuchia nhiều hơn? Dạ. Cái nhà em Vinh sống đó các bạn là nó ở vùng gần biên giới, gần Campuchia. Nên là em đi từ An Giang rồi qua Campuchia em hát cả hai nước luôn. Em là người đồng bào Khmer, nói tiếng Kinh rất là sỏi. Đó là bây giờ thu nhập thì biết rồi. Ha. Dạ. Giờ để giống như là mình thể hiện cái giọng hát của mình một xíu. Cũng như một cái cách em cảm ơn khán giả đã hỗ trợ cho em phẫu thuật ha. Dạ. Giờ em hát một bài, bây giờ mình hát bài tiếng gì? Tiếng Khmer. Khmer hả? Rồi hát bản đi. Đứng lên hát cho nó có nội lực coi. Sôi động hay gì? Hả? Sôi động đi. Rồi chỗ đây sáng chưa? Rồi, 1, 2, 3. Dùm ni pi xe men. Pi xe men na bong. Bạn chụp khỉ mà đông, rộm phong trình phong, sắp bãi mê lê tê. Anh chơi mình bỏ sợi, chọn nhắm ấy nhắm tư. Nhắm tư, nhắm tư, cùng bóng ông nữ, khát bê dương rộm. Xóm anh chơi công có mà yên ấy. Xóm anh chơi công có mà yên ấy. Miền xa hê vi ski soda. Anh chơi pizza. Tạm chân đà tư, ruột rôm tốt lư, ruột rôm tốt lư. Ồ, hay quá. Nhưng mà anh chưa hiểu gì là tóm tắt là cái bài hát đó nó nói gì vậy? Bài đó bài 65 cuộc đời. Là em ơi có bao nhiêu? Dạ, bài đó hả? Dạ. À, trời ơi, thì ra là vậy. Anh cảm nhận là cái giọng hát của em bây giờ thì nó giống như là nó có chiều sâu hơn. Còn em riêng em thì em thấy là sao, từ khi mà bỏ khối u mà 4kg thì cái vùng cổ cũng như là cái thanh quản rồi cái lực hát của em như thế nào? Lúc lần đầu tiên nó cũng hỏi là có khò khẽ trên cổ. Nó cũng không, cái dòng hát nó không có được dài, hát không được dài tại mình mới. Bây giờ thấy mấy tháng sau này thấy nó không có bị nữa, nó khỏe lại. Tức là mới phẫu thuật xong thì dạ, nó hơi khó hát đúng dạ. không? Bây giờ thì hát tốt hơn. Dạ, tốt hơn. Ừ, càng ngày thấy càng tốt hơn. Khán giả thì thấy giọng hát này có tốt không? Ủa sao anh thấy khán giả nói là chưa tốt quá lại. Em coi hát lại coi khúc nào đó mà khán giả nói là chưa đủ phê. Là một đoạn ngắn thôi mà nào nó cao cao vậy nè kìa. Nhưng mà không có ép nha. Dạ. Vô. Liền thưa chuộc chôm sợ mình đốt bom nôn ôn mơ mình khơi chết vương rừng xa cơn lông bông miên nếu thơ mây bông công bỏ cả chá ra bông chôn mất cả ôi sợi tạo bông một năm bởi vây chỉ bình rừng thay bắp mơ Pramong, sman chết bong mình trơ, cho mua sẽ rừng này. Bà sân bong miên ru kê, ôn sơ môi mi mê bong lết ôn vinh, ôn chôm này, chôm prui chấp tôm ninh. Ôn nương bông bình bông nong, ôn sơ môi prus nát nong, man sao. Nói bông ơn, nói cái miên châm rớt miên này. Đôi phần đầy cái miên xài, bria tật. Bông đôi chân chát chai, chóm rôm đôi vùng đà rơ. Mong lôi cái môn cái miên cái này sở nô, ô chư chồng châm, cồm kri ao ra. Chư chập tớp xa, prù tay phliêng, lê cái nông bê đó. Mới thuyết phục
Phú là giọng ca của em không những đã hồi sinh mà còn lên một cái tầng cao mới nữa. Kiểu này mà nếu mà anh kêu em về hát một phát là anh phải trả hơn 1 triệu. À, các bạn thấy giọng ca này thế nào các bạn? Hãy cho 1-2 từ bình luận đi. Thầy Phú thấy rất là tuyệt vời. Và ngay cả cái câu chuyện của Vinh đó các bạn, là Phú thấy rất là kỳ diệu. Từ một người công nhân nghèo khó rồi mang một cái khối bướu bẩm sinh nó bự như vậy, nhưng mà cuối cùng bây giờ đẹp xinh như thế này, hát nội lực như thế này, một cuộc đời mới như thế này là quá hoành tráng. Có được cái điều đó là nhờ vào cái sự thương yêu hỗ trợ phẫu thuật của các bạn ha. Độc Lạ Bình Dương thì luôn đồng hành với những bạn mà phải có hình hài đặc biệt và muốn phẫu thuật như em Vinh. Hiện nay Phú vẫn đang giúp đỡ một bạn là Trang. Không biết các bạn còn nhớ không? Trang siêu vòng 3, có vòng 3, vòng 7 á, là Trang đã phẫu thuật 3 tháng rồi, hiện đang vẫn đang nằm chờ xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thì vài ngày nữa thì Phú sẽ, khi mà Trang xuất viện thì Phú sẽ quay trường hợp đó cập nhật cho khán giả ha. Dịp mà Vinh quay trở lại đây thì Phú cũng xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đặc biệt là bác sĩ Thái Trung, đã dùng cái tài hoa của mình để hồi sinh một cuộc đời như em Vinh. Rồi nhiều khán giả đã hỗ trợ em, gửi tiền trực tiếp cho em để em có kinh phí phẫu thuật. Rồi nhiều khán giả thì nói chị Vinh hát tiếng Việt đi. Bây giờ em có lời gì nhắn nhủ với khán giả không, và sau đó là em có thể hát một đoạn ngắn tiếng Việt để khán giả dễ hiểu không? Rồi ok, em có gì muốn nói với khán giả sau khi mà em xinh đẹp như thế này không? Dạ có, em cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều đã giúp đỡ em cho em được phẫu thuật và có ngày hôm nay. Và em chúc cô bác anh chị gặp nhiều thành công và nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn, cũng cảm ơn bác sĩ Thái Trung với thầy giáo Đồng với anh Phú luôn, vì tất cả các nhà Mạnh Thường Quân và anh chị em đã hỗ trợ em được trong nước và ngoài nước. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi trước khi em Vinh hát một cái bài tiếng Việt để cảm ơn và tạm biệt mọi người thì Phú xin giới thiệu nha. Đây là Facebook của em Vinh nè. Bạn nào quan tâm về cuộc sống của em Vinh thì các bạn có thể ghé thăm, trò chuyện trực tiếp với em ở đây. Darling Vinh xin gửi đến các bạn một bài hát tiếng Việt. Xưa ta yêu nhau, tình yêu ta thơ ngây, đẹp như ánh sao trên trời cao. Bao nhiêu đam mê đôi ta trao cho nhau, giờ đây trái tim anh thay lòng. Thôi thôi quên đi, tình kia không như mơ, chỉ đem nước mắt với buồn đau. Yêu khi người xa lòng ta sẽ đau, sẽ mãi không còn tình ai. Người đến đây làm gì rồi vội đi, người ơi, nói yêu tôi làm gì nên người quên người tình tôi. Người đành tâm vậy sao, xóa đi bao kỷ niệm, nói chi lời giang dối. Biết thế ngày xưa tôi đừng tin lời anh, biết thế ngày xưa tôi không yêu anh rằng nhiều. Vì tình yêu anh giờ đây đã không như hôm nào, chỉ mang lại nhiều nước mắt. Hay quá, nhưng mà lần sau kiếm mấy cái bài nào nó tươi vui hơn nha. Nhìn nước mắt rồi đô đớn dân dối không à. Các bạn thân mến, hy vọng có câu chuyện thay đổi cuộc sống của em Vinh sẽ truyền đi cảm hứng cho mọi người. Nếu mà chúng ta sống có ước mơ và sẵn sàng dũng cảm để đón chào những điều mới mẻ và tin vào những điều kỳ diệu, thì biết đâu các bạn cũng, nếu mà rơi vào nghịch cảnh thì cũng sẽ có sự thay đổi ngoạn mục như em Vinh ha. Sau cơn mưa trời lại sáng. Vinh qua đây hơi bất ngờ nên Phú để Vinh ăn cơm giản dị thôi nha. Dạ. Giới thiệu với Vinh, đây là cô Luôn. Dạ. Là người hỗ trợ công việc ở Độc Lạ Bình Dương. Cô lo bữa ăn cho mình hôm nay. Đâu rồi, ông người yêu mới, người yêu cũ gì vô đây đi. Giới thiệu các bạn, đây là, không biết sao nha. Anh tên gì quen mất tiêu anh? Khương. Anh Khương. Anh Khương, không biết các bạn còn nhớ không, những ngày mà Vinh phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì anh Khương là tới đó chăm sóc
Trường Kỳ luôn à, một người đàn ông rất là tận tâm. Cập nhật thêm tình hình của anh Tý là hiện nay là anh sống với người vợ đầu à, còn Vinh á là giống như là người vợ thứ hai, nhưng mà Vinh hiện nay sau phẫu thuật á thì Vinh không có ở với anh mà ở An Giang. Và điều tuyệt vời trong câu chuyện này là mặc dù á là anh có hai vợ, nhưng mà người vợ đầu của anh cũng rất là nhân văn khi mà bảo chồng mình qua chăm sóc Vinh trong những ngày mà Vinh khốn khó. Vinh với anh thì có một đứa con gái rồi, cháu bé rất là dễ thương. Bây giờ Vinh xinh đẹp như thế này, anh có sợ mất Vinh không? Dạ sợ. Sợ hả? Rồi vợ anh á, người vợ đầu có ghen không? Dạ không. Hả? Không không không. Bà đây còn hay dữ ta. bây giờ là anh ở trên đây anh làm công việc gì? Nói chung là công việc tự do. Tự do. Rồi có thỉnh thoảng có về An Giang thăm Vinh không? Dạ lâu rồi không về. Lâu rồi không về. Bận công việc. Bây giờ em Vinh em lên đây chơi mấy ngày, không biết người vợ của anh là có ý kiến với cờ giận? Không không. Không hả? Thoải mái hả? Vâng. Ông này cũng ông đẹp trai, ông cũng ngoài ra có cái tài nghệ gì không? Em lên thăm hạnh phúc mà. Dữ ta. Thôi rồi, ngồi đi chơi, ngồi đi chơi. Em đem bắp lên thì anh có gì anh mời hai bạn uống chút nha. Cô lấy giùm con mấy cái ly cô. Dạ dạ cô đem. Cô đừng ngồi ăn luôn đi. Dạ. Hàng đẹp đó. Vâng. Cô đây phỏng vấn cô thấy bạn Vinh này với hình ảnh trước kia thì nó thay đổi làm cô bất ngờ không? Bất ngờ luôn á chứ. Lúc trước thấy bự sư luôn mà bữa nay đẹp gái nè. Cũng nhờ anh Phú á nha. Không phải nhờ khán giả, Nhờ khán giả. Dạ dạ. À, thì cô anh nói khán... đúng rồi, nhờ khán giả nó nhầm nó lại có gì đâu. Cô nói nhầm. Nhờ khán giả Ừ thì cái vậy nói vậy đúng rồi, nhờ khán giả người ta hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ khán giả hỗ trợ giúp đỡ. Dạ cô dạ. Luôn á là người ở Phan Rang Ninh Thuận nha các bạn, vùng đất trồng nho và sống biển á. Cô nói cái nào là chắc bắp cái đó. Rồi bây giờ mình ăn ha. Để khui cái chay này nè. Mình giờ đẹp rồi mình phải uống với gì chứ, có phải sang trọng một xíu cho nó xứng tầm chứ. Xưa giờ anh đâu uống cái này đâu. Hôm qua mới mua cái thùng rượu chứ biết uống xưa giờ biết uống này đâu. Giờ không có đồ khui nè, con không biết khui sao nữa. Anh biết làm anh? Em toàn uống mấy cái thứ khác mà, uống mấy cái thứ rẻ rẻ. Cô vùng trồng nho cô biết không? Cô mở cái dùng con đấy. Cô đâu có rành mấy cái này đâu. À rồi. Ồ, tính ra hôm nay đi nhậu nhiều nè. Phải không? Rồi cái này mình khoan nè. Rồi. Đó. Khoan mà dặn. Nghe nó tạch giống bể cái này quá vậy. Không được đâu, bơm dạ luôn. Rồi. Rượu đỏ uống ly đỏ cho nó đẹp. Hả? Rượu đỏ uống ly đỏ hả cô? Cô rót thử được không? Thôi bây giờ Vinh, dỗ bộ em là kiều nữ đi, em rót cho kiều nữ đi chứ đừng cho anh Khương đại gia rồi uống coi. Đó, vậy. Đó, từ từ thôi. Đó. Thấy các bạn ghê không? Thôi để người đặc biệt uống ly vàng. Đó. Rồi, em miếng ly đỏ đi. Rồi. Ôi trời ơi. Rồi, cho cô Vinh miếng quay lộn cô gì cô luôn. Ừ. Đâu được rồi, đâu uống xa rửa chén không được. vô đây cùng ly cái con. Rồi này giờ lại chúc mừng Vinh có một cuộc đời mới nha, chúc em luôn luôn hạnh phúc vui vẻ.
Dạ, chúc anh anh cũng hạnh phúc, mà anh này hạnh phúc kiểu gì nữa chứ, vậy quá hạnh phúc rồi. À, uống cái nha. Dạ, dạ, mời anh ạ. Mời cô ạ. Ngon nhớ mà sao nhăn mặt. Lạnh hả? Lạnh hả? Nè nè, là em lại em đi hát ở đám tiệc nhiều quá nên là người ta ép em uống nhiều nên em tăng cân đúng không? Đợt này anh thấy đúng. Em mập ra nhiều ấy. Mập nhiều. Ừ. Mập được mấy cân? 6 cân. 6 cân. Nếu mà cộng thêm cục báo bướu hồi xưa nữa là thành ra 9 cân. Mà bỏ đi cục bướu 3 cân rồi mà vẫn tăng lên 6 cân. Thôi, chúc mừng nha, nhưng mà thôi đừng có mập nữa nha. Đúng. Vậy là ngon rồi. Đây nhằm vinh danh cái sự cố gắng của em cũng như là vinh danh cái sự yêu thương của quý vị khán giả cũng như cái tài hoa của bác sĩ, em đại diện nhận cái cúp này nha. Dạ. Đùa thôi với cái kỷ niệm chương Độc Lập Dương. Dạ. Rồi. À, cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, chia sẻ giùm Phú cái clip này ha, để truyền cảm hứng đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp cái nghịch cảnh nào đó.